Website đào tạo Forex gửi nhà đầu tư, đây là tài khoản Line nha. Số tài khoản là 10008113, tài khoản đang giao dịch nhé. Tiền ở trên tài khoản này đã được rút hết ra khỏi tài khoản. Và đây mọi người thấy là nhà không còn vướng lệnh ở trên tài một lệnh nào, bởi vì tiền đã được rút ra. Vậy thì tài khoản này được giao dịch từ ngày bao nhiêu, thì bây giờ tôi sẽ qua đây tôi sẽ cho nhà đầu tư thấy. Đây là tài khoản của học viên của đào tạo Forex nha. Tiền nạp vào là từ ngày 23 tháng 6 năm 2017 và mọi người sẽ theo dõi toàn bộ lịch sử giao dịch này. Mọi người muốn đi học ở đâu thì phải coi được tài khoản giao dịch của cả người đứng ra đào tạo lẫn cả người học viên của trung tâm đó thì mới đánh giá được phương pháp đó có kiếm được ra tiền hay không. Không nên coi những hình chụp, bởi vì hình chụp có thể lấy từ những nơi khác, cũng thể chỉnh sửa Photoshop. Và đến tài khoản được mở từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 3 Tây tháng 7 năm 2017 thì đã rút toàn bộ số tiền này ra, bởi vì mọi người thấy tiền deposit vào là 1980, tiền rút ra là 3751 đô. Vậy thì tôi sẽ xuất ra cho mọi người xem toàn bộ lịch sử giao dịch của người này và mọi người sẽ thấy là mọi người sẽ thấy nha. Rồi, đây là toàn bộ lịch sử giao dịch, đây là tài khoản 10008113. Rồi mọi người sẽ thấy có đúng không ạ? Đó, đây là tài khoản Line nha. Đó, tài khoản Line của chị Lữ Thị Tuyết Mai. Mọi người sẽ thấy tiền nạp vào ngày 23 tháng 6. Mọi người sẽ qua đây mọi người xem thấy đúng không nhỉ? Đó, tiền nạp vào ngày 23 tháng 6, số tài khoản đây. Và tôi bắt đầu tôi tua lịch sử giao dịch xuống để cho nhà đầu tư theo dõi và tự đánh giá toàn bộ lịch sử giao dịch của người này. Và mọi người thấy, đó. Lệnh đánh rất là đều tay nha. Và không có vướng lệnh ở trên thị trường của tài khoản này. Và mọi người xem, đây không vướng lệnh. Và số tiền đã được rút ra toàn bộ ngoài thị trường. Mọi người xem, đây, đã rút ra.